Vâng, em xin chào cô bác và anh chị đã quay lại kênh đất vườn Lâm Đồng của em nhé. Tiếp tục hôm nay thì em xin giới thiệu lại cho cô bác và anh chị một lô đất view sông Đồng Nai. Sông Đồng Nai, đập thủy điện sông Đồng Nai 2 nha các bác. Lô đất thì thuộc xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nha. Lô đất rất là đẹp luôn, view toàn bộ nha các bác, view toàn bộ bên này. Đó. Nói chung là mình đến xem thực tế thì rất là đẹp luôn. Hiện tại đang là 4 giờ chiều nha các bác, 4 giờ chiều. Đấy, thì cái view buổi chiều rất là đẹp nha các bác. Cũng tờ mờ sương. Cái lô đất này thì đã được phân lô ra là 4 lô nha. 4 lô thì 3 lô nó nằm góc này. Đó, 3 lô nó nằm góc ở phía dưới này. Còn lại một lô trên này là lô riêng biệt, là lô thứ 4 này nha các bác. Đấy, mặt tường tiền đường bê tông thì bám ngoài này và tới tận nơi luôn. Đường điện dọc đường hay là đường điện chiếu sáng ban đêm cũng là đầy đủ nha. Đó, cột trụ điện nhà nước luôn. Từ đây cái hướng này chạy ra tới xã Liên Hà, ủy ban xã này, trung tâm trường chợ này thì mất khoảng là 4 cây số nha. Còn chạy lên phía ở trên này á, hàng quán trên này á, thì đâu đó chỉ khoảng 1 cây số thôi, là từ đây lên tới đó nha. Đó, toàn bộ là đi đường bê tông hết, đi đường nhựa, đường bê tông và tới tận đất mình. Đấy, ô tô thì đi lại thoải mái. Xung quanh ở đây thì dân cư đông và cái mặt đường là toàn bộ là đường đi liên thông hết nha, đi liên thôn trong xã, liên thôn trong xã Liên Hà nha các bác. Đó, ở bên này thì người ta đang thu hoạch cà phê này. Đấy. Thì cái lô này, 4 lô này là em đã từng quay rồi, nhưng mà hồi đấy giá nó khá là cao nên là bây giờ chủ đất bán hạ giá nha các bác. Hạ giá khá là rẻ. View toàn bộ luôn. Thì đều có ao nước tưới tắm là đầy đủ nha. Phân lô hết rồi, sổ sách là đầy đủ hết rồi. Đó. View thực tế rất là đẹp. Thì cái lô, em giới thiệu cái lô ở bên dưới này trước. Là nó có diện tích là 268, là lô cái lô góc này nhá. Cái lô góc này từ cái bờ đất này. Cái bờ đất này là từ đây đổ ra đường, trên này là còn lô khác này. Bắt đầu dưới cái bờ đất này. Đó, đổ thẳng qua bên kia. Qua bên đấy, qua bên giáp cà phê luôn. Đó, từ cái bờ đất này đổ thẳng qua, đổ ra ngoài đường ngoài này nhá. Đó, đổ ra đường ngoài này. Thì hồi trước là cái lô 2.800 m² là cái lô góc này này. Này em có báo giá là 1 tỷ 7 nha các bác. Bữa nay là xuống còn 1 tỷ 4. Là cái lô này, sổ sách là đầy đủ nha. 268, bữa nay xuống là còn 1 tỷ 4. Cái lô thứ hai chỗ này. Đấy, lô thứ hai chỗ này thì nó là gần 2.100 m². Đây, cái lô thứ hai đổ thẳng xuống dưới đường luôn. Thì hồi trước em có đăng là 1 tỷ rưỡi, nhưng bữa nay xuống còn 1 tỷ thôi các bác. 1 tỷ rưỡi mà xuống giờ còn 1 tỷ này. Cái lô gần 261 này, sổ sách là đầy đủ nha. Vuông vắn luôn. Mặt đường thì khoảng là 30 m. Đó, chạy sâu đủ cái diện tích là 2.000 m² cho mình. Đó. Cái lô bám hai mặt tiền kia, một mặt tiền đường bê tông với một mặt tiền đường đất. Đó, đường đất nhưng mà đường rất là rộng nha các bác. Đường thì tương lai tới đây người ta cũng đổ đường bê tông thôi. Nó là hơn 4.000 m². Thì bữa trước là em có đăng bán là 4.000 m² này thì đăng bán là 3 tỷ rưỡi nha các bác. 3 tỷ rưỡi nhưng bữa nay xuống còn có 500 triệu một sào thôi. Đó, 5.420 thì chỉ còn có 2 tỷ hơn một chút, tại vì nó có diện tích nó hơn một chút, hơn 4.000 m² nha các bác. Thì bây giờ nó chỉ còn khoảng là 2 tỷ thôi. 5.420 là 500 triệu một sào. Thì ở đây nó là 4 sào nhá. 4 sào bám cái mặt tiền này. Đó. Mặt tiền chỗ này, từ chỗ này thì đổ xuống dưới cái ao đây, xuống dưới cái ngã ba này. Thì đâu đó nó được khoảng 70 m. Chạy sâu vào bên này nữa thì đâu đó nó được khoảng 60 m nha. Đấy, hai mặt tiền đường. Đấy, hai mặt tiền đường thì nó là hơn 100 m nha các bác.
Đó, một bên là khoảng 60m, một bên thì khoảng là 70m mặt tiền đường bê tông và một mặt tiền đường đất. Thì bây giờ xuống từ 3 tỷ rưỡi xuống còn có 2 tỷ các bác nhá. Xuống còn 2 tỷ mà chỉ có 500 triệu một sào mà có một cái ao lớn dưới này. Đấy, ao này. Các bác muốn tưới tắm trồng cây gì hay là làm nghỉ dưỡng cũng được. Khu vực là dân cư mà cái view rất là thoáng, rất là đẹp luôn. Đường điện mà người ta kéo vào tận nơi, view rất là thoáng nhá. Đó, đây còn cái lô này thì mình có cái nhà đây. Trước nhà là có cái cây ổi, cây xoài này. Đó, cổng vào này. Đó, trên này có một cái ao tưới tắm thoải mái này. Cây nhãn là của mình nhá, cây nhãn rừng này. Trên kia là cây ổi này. Như em có vẽ trên Flickr á, thì các bác dễ hình dung ra về cái từng cái mảnh đất của mình nhá. Thì riêng cái lô có nhà này, có ao này á, là hồi đó là em đăng là 4 tỷ 3. Diện tổng diện tích trong sổ là 4 sào 7 nhá, 4.700 m². Thì hồi đấy là đăng bán là 4 tỷ 3. Thì bữa nay chỉ có 500 triệu một sào thôi các bác. Thì đâu đó nó hơn 2 tỷ nha các bác. Giờ xuống còn hơn 2 tỷ thôi các bác. Cả ao cả nhà này. Đó, mặt đường bê tông đây. Từ đây nha các bác, bắt đầu từ đây. Từ đây, bên cà phê này của nhà người ta này, bắt đầu từ đây hất lên trên, đổ xuống dưới đây. Bán mặt tiền đường bê tông của mình đâu đó khoảng 30m. 30m mà mình có cái nhà này, có cái ao trên này. Cổng kiếc là ô tô vào tận nơi nha. Đó. Sổ sách là đầy đủ, 4 lô, lô nào cũng sổ sách đầy đủ hết. Lô thì xuống cả hơn tỷ, lô thì xuống vài trăm triệu. Đó. Thích nữa. Các bác thích lô nào bán lô đó nha các bác. Đấy, cái đường điện chiếu sáng đầy đủ hết khu vực dân cư nha. Và toàn bộ là đường đi thông, đường rất là rộng như thế này luôn. Đó. Đấy, cái đất trong mình, khu vực trên mình chỗ này. Chỗ này, đó. Cái ao của mình, cây dừa này. Đó. Ao này nước thoải mái luôn, nước bao la luôn. Nói chung là các bác có ưng cái những cái lô chỗ này á thì cứ vào xem thực tế thì mình mới thấy được cái view rất là đẹp nha các bác. Đây, cái lô 4.000 của mình là từ cái bờ đất ở chỗ này. Đây, người ta còn cắm cọc này. Cắm cọc này. Đó, cắm cọc đây. Đổ qua bên kia. Đó, từ đây đổ xuống cái bán mắt đường. Ôm chọn cái lô đất 4.000 m² này luôn. Từ 3 tỷ rưỡi xuống còn khoảng 2 tỷ thôi các bác. Còn hai lô bên này. Một lô thì từ 1 tỷ 7 xuống còn 1 tỷ 4. Từ 1 tỷ rưỡi xuống còn 1 tỷ nha các bác. Lô bên kia thì nó là 2.800. Lô cuối cùng ấy các bác nhá. Lô đầu tiên luôn ạ. Xuống còn 1 tỷ 4 này. Còn lô ở khúc giữa này này là xuống còn 1 tỷ này. Là hơn 2.000 m² hết. Từ 2.000 m², 2.800, 2.000 gần 2.100 này. Lô này là hơn 4.000 m² này. 500 một sào nhá. Đấy. Ôm đổ thẳng xuống dưới. Nói chung là từ đây đổ thẳng xuống dưới cái đường và cái ao của mình, cây dừa và cái view rất là thoáng luôn. View đồi núi rồi view sông. Đấy, còn cái lô trên này đây. Cổng trời các bác. Cũng lắp đặt mấy cái cổng trời này. Đó. Em di chuyển lên trên nhà này quay cái ao cho bác xem. Chỗ này thì nhà cửa có sẵn. Mình sửa sang lại, mình xây thêm nha các bác. Xây nối thêm cũng được. Nhà gỗ. Ở đây thì
nó là chưa quy hoạch thổ cư nha các bác, nhưng mà ở đây thì người ta xây nhà thoải mái lắm, xây biệt thự như khúc ở bên kia, người ta xây biệt thự ở luôn á, 2-3 cái biệt thự ở bên đó. Đấy, trên này là cái ao của mình này, ao này ao trên đỉnh đồi này, chỗ này thì mình nuôi cá tuyệt vời luôn, hoặc làm cái hồ bơi. Là cái lô 467 nha. Lô này là lô đẹp nhất rồi, chỉ có 500 triệu một sào thôi. Thì sổ là 467. Đấy, trên này là cà phê của mình nha. Cây bê ổi của mình này, cây nhãn này của mình này, cây nhãn cổ đại luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây này, khúc bên này là biệt thự nha các bác. Khu biệt thự người ta xây ở bên này này. Khu biệt thự này là nhà Yến bên này á, là bên này là chưa có một tí thổ cư nào, nhưng mà người ta vẫn xây nhà ở bình thường nha các bác. Đó, xung quanh á, nếu mà các bác lo ngại về cái vấn đề xây nhà thì mình có thể làm nhà tiền chế. Nhà tiền chế thì mình kiểu cách nó dễ làm và nó đẹp hơn nha các bác, đẹp để nghỉ dưỡng. Đấy, xây căn nhà chỗ này này, rất là đẹp luôn, cạnh cái ao này, nhà này, nhìn thẳng ra đập thủy điện này. Đó, rất là đẹp luôn nha, view cực kỳ đẹp. Một lô nghỉ dưỡng, các bác đã mua về thì mình trồng thêm cây ăn trái vào. Đó, ở đây thì tuyệt vời rồi, đường xá thì tiện ích, đi lại thì dễ dàng, nước thì trong xanh, tại nước trên đỉnh đồi thì bao giờ nó cũng nước cũng trong, cũng sạch hơn là cái nước ở dưới á, như người ta trồng lúa hay là trồng hay người ta ở khu vực trũng ấy các bác. Mà cái ao này, ao ở trên đồi nha các bác, trên đồi nên là cái lượng nước của mình rất là sạch luôn, và nước là nước quanh năm, năm nào cũng nước cũng như thế này hết, tại vì nó có mạch mà. Đó, người ta còn làm một cái ống các bác, ống đuồn nước ra ngoài rãnh á, tại nó dư nước nha. Đó, toàn bộ cái phần về phần như chuối này, rồi nói chung là cái đất của mình là tựa cái núi này nha các bác, tựa cái núi này. Đó, toàn bộ cà phê là của mình hết nha. Đấy, thì em bay thì em cũng vẽ rõ về cái hình dáng đất của mình. Đó, thì các bác quan tâm liên hệ qua cho em nha. Đất là thuộc xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Đó, giá là họ cần bán rồi, họ hạ giá rồi, hạ giá nhiều so với vài tháng về trước. Thì em có đăng, nói chung là hạ giá rất là nhiều rồi. Đấy, lô đầu tiên á thì xuống 1.7 tỷ, xuống còn 1.4 tỷ. Lô thứ hai từ 1.5 tỷ xuống còn 1 tỷ. Lô thứ ba là lô 4.000 này, từ 3.5 tỷ xuống còn 2 tỷ này. Còn cái lô đặc biệt, lô nhà này là lô đẹp nhất này, có ao này, có nhà này. Đấy, nó bờ đất nó cao hơn này, vị trí đẹp hơn. Thì từ 4.3 tỷ xuống còn hơn 2 tỷ nha, ở nghỉ dưỡng, làm nhà vườn. Đó, người ta mới thu hoạch bắp xong các bác nhá, bắp này. Đó, sổ sách đầy đủ, công chứng ngay, sổ hồng riêng luôn. Đó, các bác quan tâm liên hệ qua cho em nha. Em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi.